Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học vẽ của Phát. Thì ở video hôm nay Phát sẽ hướng dẫn cho mọi người kỹ thuật để chúng ta có thể vẽ được một cái mẫu galaxy, mẫu vũ trụ trên cái móng của mình. Chỉ cần vài bước đơn giản thôi và ai cũng có thể thực hiện được hết. Và trước khi bắt đầu thực hiện thì mọi người cần chuẩn bị ra một số dụng cụ giống như Phát ha. Đầu tiên chúng ta sẽ cần chuẩn bị màu vẽ trước ha. Màu thì mình sẽ sử dụng màu acrylic hoặc là màu gel gì có cũng được. Nhưng mà thường thường Phát sẽ dùng màu acrylic là nhiều, màu nước là nhiều. Tại vì vẽ nó không cần hơi đèn ha, vẽ cái nó khô luôn cho nó nhanh. Còn gel thì mình phải hơi đèn từng lớp thì rất là mất thời gian. Màu thì mình có thể dùng hãng nào cũng được hết ha, miễn là nó lên màu tốt và độ bám màu nó ok là được. Phát thì Phát dùng màu của Phát luôn. Cọ thì mình sẽ chuẩn bị hai cây cọ, một cây cọ tô bự như thế này và một cây cọ nét dùng để vẽ nét nhỏ. Thì cái hãng cọ này mình cũng dùng hãng nào cũng được ha, miễn là cái hình dáng của lông cọ nó cỡ cỡ như thế này là ok. Cọ càng to thì mình vẽ móng to, cọ nhỏ thì mình vẽ móng nhỏ đó, và cái cọ nét nhỏ dùng để vẽ chi tiết nhỏ. Và mọi người sẽ cần chuẩn bị thêm một cái bàn chải đánh răng nữa. Thì bàn chải lát nữa làm gì mọi người sẽ biết ha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị ra những cái tông màu cần thiết cho cái bài vẽ của mình. Thì trước khi bơm màu ra thì mình cần có một cái khay đựng màu. Thì cái khay này Phát đã chuẩn bị sẵn hết giấy ướt ở dưới ha, để cho màu nó lâu khô hơn. Mình sẽ bơm ra những tông màu cần thiết cho cái bài vẽ này, như màu trắng, màu hồng, màu xanh, màu đen. Mình muốn phối màu nào mình cứ bơm hết màu đó ra. Bước đầu tiên Phát sẽ dùng cái cọ lớn để mình tô cái nền cho cái móng của mình bằng cái tông màu đen. Mình sẽ làm nền cho móng bằng màu đen trước ha. Sau khi đánh nền xong rồi mình sẽ để cho nó khô một tí. Mình không cần hơi đèn ha, nó tự khô luôn. Và mình sẽ dùng những cái tông màu xanh, tím, hồng này kia, mình tán nó lên, tạo ra những cái vân mây. Mình đánh làm sao cho cái màu nó chuyển dần dần vào cái nền màu đen. Tất cả các màu nó phải lan đều với nhau và hài hòa với nhau. Ở cái bước vẽ này thì nó không có phải cần một cái kỹ thuật nào hết ha. Mình chỉ cần đảm bảo yếu tố là loang màu cho nó mịn, cho nó chuyển đều là ok. Sau khi loang tông những cái tông màu đậm rồi, mình sẽ thêm trắng vào mà loang những cái vùng sáng hơn. Thì những cái vị trí sáng này mình ít thôi nha, mình chỉ cần điểm một vài chỗ thôi để tạo cái điểm nhấn cho cái bầu trời. Chỗ màu xanh, màu tím, màu hồng. Khi phối cái tông màu mình có thể phối theo hai kiểu, một là tông lạnh, hai là tông nóng. Tông lạnh thì mình sẽ dùng những cái tông xanh đỏ tím này kia, xanh đỏ tím, xanh lá này kia ha. Còn tông nóng thì mình dùng tông vàng đỏ cam đó. Sau khi dùng cọ to để mình loang rồi, mình sẽ dùng cái cọ nét nhỏ để mình loang những cái vân mây nhỏ hơn chỗ này chỗ kia. Nó cứ quẹt quẹt đại, ngoáy 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 ấy đại là nó ra thôi đó. Chỗ sáng chỗ tối đừng có sáng quá ha, mình phải chừa cái nền tối của mình nhiều một tí tạo cái điểm nhấn. Xong cái bước nền này rồi, mình sẽ vẽ tiếp những ngôi sao trên cái nền bầu trời này ha. Thì cách đi vẽ ngôi sao của Phát là dùng cái bàn chải, đây bàn chải đánh răng, chấm vào màu trắng và mình sẽ búng nó ra đó. Mình không cần phải tốn nhiều thời gian để mình ngồi mình chấm ha, nó cứ búng 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 là vậy là nó sẽ ra rất là nhiều ngôi sao. Búng xong rồi mình sẽ dùng cái cọ nét để mình chấm lại những ngôi sao lớn hơn và mình làm cho cái hiệu ứng nó chiếu ra bằng cách là đi những cái đường xéo, những cái đường gạch xéo ha. Đó, tạo cảm giác là những ngôi sao nó đang lấp lánh lên. Cuối cùng là mình sẽ vẽ những cái hành tinh vô cho cái mẫu của mình. Thì đây Phát sẽ vẽ cái hành tinh nhỏ ở giữa bằng màu đen, mình làm nền màu đen trước. Sau đó mình sẽ dùng màu sáng, màu trắng hoặc là màu xanh gì đó, mình tạo cái điểm sáng cho nó ở cạnh viền để làm cho cái hành tinh này nó nổi lên hơn ha. Tán xong phần sáng rồi, mình vẫn tiếp tục dùng màu trắng để mình vẽ những cái đường cong của dải ngân hà xung quanh cái hành tinh của mình bằng những cái nét thật mỏng càng đẹp ha. Đó. Thực chất rất là dễ ha, mình chỉ cần đảm bảo những yếu tố là nét phải mỏng và loang màu nó phải đều một tí là ok. Trường hợp mình đi những cái đường viền này mà nó mờ quá, mình có thể nhấn sáng thêm một lớp nữa cho nó trắng lên, nó sẽ nổi bật bài mình hơn. Tương tự cái hành tinh ở trên thì Phát sẽ vẽ thêm một cái hành tinh bự ở phía dưới nữa, nằm sát với cạnh móng, như đáy móng. Mình chỉ cần loang những cái tông màu sáng lên thôi để tạo cái cạnh viền cho nó nổi bật lên là nó ra một cái hành tinh bự rồi đó. Những chỗ nào mình nhấn mà cảm thấy thiếu sáng nữa thì mình thêm trắng vô ha, cho nó sáng lên một tí. Đó, chỉ cần vài bước thôi là chúng ta có thể vẽ được một cái mẫu galaxy, mẫu vũ trụ rất là nhanh rồi.
Sau khi vẽ xong mình sẽ kiểm tra lại cái bài vẽ của mình ha, những chỗ nào chưa được thì mình nhấn nhá lại cho nó hoàn chỉnh, sau đó mình sẽ phủ tôm che và hoàn thiện nó. Tương tự với hai mẫu tiếp theo nữa, phải sẽ vẽ cho mọi người tham khảo thêm để mình có thể nắm rõ hơn về cách vẽ này. Nếu mọi người thích video này thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Phát ha, để mình có thể nhận được thông báo theo dõi thêm những cái video bài học mới nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video sau.